Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và bạn thân yêu. Sáng nay thì Khánh thường qua mẹ đi qua thành phố Bến Tre đi công chuyện, sẵn đưa Khánh Vy đi học luôn. Rồi cái Khánh chở mẹ đi vô uống cà phê ăn sáng. Quán này thì ở bên đường coi như là đường Lẩu Mới. Cái đường Lẩu Mới này thì ở gần chợ chùa đó, gọi là chợ chùa. Thì quán này cũng mới nhưng mà cũng mới lâu rồi chứ không phải là mới tinh. Thì đây là lần đầu tiên Khánh chở mẹ đi vô quán, cái kiểu phong cách sân vườn này kia nè, uống cà phê. Mẹ thấy sao mẹ? Cái này thiên nhiên thấy cũng được, giống ở vườn mình. Giống ở vườn. Giống mình ở vườn. Nhìn quán này nhìn đẹp đẹp lạ lạ mà. Nhìn nó mát mẻ, cái không gian mát mẻ, nó không có bị nóng nực. Tuy là ở thành phố, ở trong khu trung tâm, nhưng mà cái cách trang trí của quán nhìn cũng rất là hít mắt. Nhìn nó nhẹ nhàng, gió luồn qua luồn lại mát. Nó cao ráo nữa. Ở phía sau lưng thì có một ngôi nhà gỗ. Qua thấy ngôi nhà gỗ phía sau lưng không? Làm cái phong cách của quán thì làm theo kiểu đơn sơ thôi, nhưng mà nó cũng hay hay, không có quá cầu kỳ, nhưng mà nhìn thấy nó dễ chịu lắm, đẹp lắm. Mẹ nó thấy nó dễ chịu lắm, không có bị ngợp. Trời nắng mà... thấy mát nữa, mới mưa về tạt mà. Mưa cái tạt nè, có máy mà. Có máy này, trời mưa cái người ta kéo máy mưa, kéo máy dưới cây luôn á. Sáng là hồi nãy giờ là kêu đồ ăn sáng. Trước hết thì anh kêu đồ ăn sáng cho mẹ. Ở đây thì có bữa sáng có bò kho, bánh mì bò kho, hủ tiếu bò kho với trứng ốp la bánh mì. Thì Khánh cũng chưa ăn được thịt bò nữa nên là kêu hủ tiếu cho mẹ. Xin qua ăn hủ tiếu bò kho luôn. Khánh thì ăn bánh mì trứng thôi. Rồi qua lan rồi, qua đi lan 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 lại chỗ đẹp, có thấy mình qua phải lan rồi đó. Lan tím, lan cây lan tím, lan tấn nữa, lan kia nữa rồi. Lan bên kia mẹ coi cái cây lan bên kia kìa, bánh không mẹ kìa, lan này như lan này lon này á. Mẹ coi cái lan bánh kìa. Còn lan thiệt không à? Lan thiệt sao mà đẹp quá. Lan này là hình như chỗ mấy tháng mới tàn, lâu dữ lắm á. Đẹp quá. Đẹp quá trời. Lan nào cũng chuẩn tháng mấy vậy mẹ ơi? Có mỗi lần có lan mà gì vừa á. 2 tháng. Đâu 2 tháng mà nó không tàn. Không có đẹp gì đâu mà màu vàng. Mà đến về sao kiếm cái loại đó không có. Lâu lâu mới thấy con bụi. Rồi có cái cây gì nó thả xuống đẹp xuống kìa. Đó. Ở bên đó có chỗ có nhà xe làm bằng nhà lan rồi, thấy không? Cái nhà xe mà ông chủ ổng làm bằng mấy cái cây xung quanh, xong rồi cái ổng trồng lan lên, ổng để xe. Nhìn cũng hay hay á ha, không bà? Đúng không? Nhìn hay ha. Ngồi quán này gió lộng lộng chứ. Tại nó gắn máy nó cao quá. Từng lại đánh đó cái nhà có chút xíu trồng lan kìa. Nhà có chút xíu mà cái nhà lợp và trồng lan kìa, lại đó nhà đẹp chứ. Cái quầy nữa, cái nhà phải không ha? Phải không? Cái nhà để chân không à? Phía tên cái mấy chỗ Khánh đang ngồi nè, thì phía trên là có máy tôn, rồi máy bạc nữa, cũng cao lắm. Dưới này thì làm vàng thôi, vàng lan, nhưng mà làm tàu kiểu để cho cây lan nó dính ở trên đó, mình treo trên đó. Đồ ăn sáng ra tới rồi. Cái mì gì? Chị Hai với nó phải qua. Nó có bánh mì đâu có trứng đâu. Cái gì? Nó có bánh mì đâu có ốp la. Cái đó nói gì? Ăn bánh mì tới hay qua, ăn bánh mì tới hay. Chúc ăn trứng ốp la sao? Ừ,
bụi tre vàng này xưa ưa có người ta đưa trồng ở cổng nhà, không biết nó đẹp, cái nghĩa, nó vàng nó sạch xanh, cái nghĩa à, nó đẹp như cao cao tre, cao vàng cao đỏ, nó mát mẻ tầm vô mình cảm giác nó mát mẻ. Tre vàng, cái tre vàng để mới xài vậy là bền luôn chắc. Có hai vô chùa à, hai vô bằng đá cho thấy không? Cho con nhân này nhỏ hơn nhân kia ha. Nhân này sợ Huy, không Huy gì Huy ngồi hết vừa rồi. Cái đôn mà, cái đôn mà thịnh voi. Cái đó là kia mà cái đôn không hả? Cái gì đâu. Mà cái đôn này ngồi nguy hiểm quá. Biết sao không? Sợ nhất nó ngồi nó sơ lại bể. Đúng không? Như chả thằng Nhất đâu á, trời ơi, thằng nội ơi nó quậy. Hôm qua nó quậy ghế đẩu rồi mà nó sơ lật cửa nè. Ngày hôm qua thì Nhật, con của Nhất á, ông ngoại chở về nhà. Cái ông ngoại thì nhậu với bạn bè ở nhà. Cái Nhật thì chạy qua chơi với Huy, chơi từ sáng cho tới chiều. Mà ăn cái gì? Kim Huy ăn á. Ờ, hủ tiếu bên đây nè con. Kim Huy ăn, cái Huy nó chờ Nhật về nó mới ăn. Bên đây ghê nữa, hủ tiếu bên kia nữa. Rồi mẹ ăn đi mẹ. Ủa đũa, mấy đũa gì mẹ. Khăn giấy nè, ngồi lau miệng. Muốn lau gì lau. Lau muỗng này, lau muỗng lau đũa nè. Nào tới giờ thì như là mẹ Khánh là nào tới giờ có như là đây là lần đầu tiên vô quán gì luôn á. Đúng không ạ? Chứ mẹ đâu có con đi đâu đâu đâu. Bình thường nói mẹ đi đâu đâu. Hiện nay á là coi như là con cái lớn rồi. Sẵn dịp á thì đi công chuyện rồi đưa cháu ngoại đi học. Rồi dẫn cho mẹ đi chơi. Để sau này già cả lụm cụm rồi muốn đi đi cũng không được. Nó ăn gì vậy? Cái gì vậy? Xin mời ông bà cô. Xin mời ông bà cô bác. Bà cô chú. Bà không qua nói lộn cô bác nói lộn vậy đó. Ủa này nè, để vô hủ tiếu nè chứ không phải ăn bánh này. Ừ. Lắc lặt để vô hủ tiếu nè. Quang hồi nào tới giờ Quang hủ tiếu bò kho lần nào chưa? Quang rồi hai. Thì cái đợt đó hay làm hay gì á. Chứ bình thường cái đường có ăn hủ tiếu bò kho nữa. Nhớ hủ tiếu bò kho sợ lần rồi. Chỉ ăn chung hủ tiếu gì mà ăn có ăn không? Trời ơi. Cay không ăn được. Có hủ tiếu Mỹ Tho mà. Ừ. Có chú Hồng á hả? Ừ, hủ tiếu này ngon nè. Có Hồng ăn hủ tiếu gì á? Hủ tiếu sa tế. Cay chết rồi ăn. Hủ tiếu sa tế. Về ăn về khóc. Mẹ ăn cơm hả? Được, ngon, mẹ không có cài. Bình thường thì mẹ không có thích ăn thịt bò. Nhưng mà bữa nay thì vô quán này thì mẹ ăn thử cho biết. Thì mẹ nói là ăn được, ăn ngon. Ngon quá mà không cay. Bởi miếng ớt. Người đó cay, người đó không cay hả? Cũng ăn sạch tới không có được ớt. Thôi ớt cài chết. Ở đây là cái dĩa của Khánh nè. Bánh mì trứng ốp la. Có hai trái tim, hai bên. Bà thấy không? Hai miếng dưa leo hả? Hai trái tim. Làm đẹp không? Ủa không lấy gì cho mẹ chấm hả? Mẹ chấm nước tương không? Chấm tương ớt gì không? Dạ. Mẹ đâu hút chấm. Mẹ không hút chấm. Rồi tới giờ Khánh ăn. Khánh mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn bánh mì với cái ngốc la. Cái gì vậy? Cái gì cười vậy? Gì quá. Cái chuyện gì mà nãy gì ta hút tiêu hả?
này ngon, không có cay không gì đó. Ủa này là tương ớt hay bún cà ta? Tương ớt hả? Bún cà nè. Rồi, mấy tương chưa ăn mấy tương đựng á, khổ quá. Mời ông mời cô chú anh chị, nãy giờ mời hai lần. Nãy giờ mời rồi, chưa ăn hả? Này không thích chao nhỏ hoặc có giấc canh không? Không. Không ăn cho chua. Ăn chua là sẽ có vitamin C chứ. Con cương hở cái bụng. Không sao tự nhiên ra màu xanh xanh đó. Thì nó cải tím á. Cải tím ra màu xanh mà nó... Cải tím nó dính vào với cái lòng tắc của hộp gà, nó ra màu xanh nhỏ quá. Phản ứng khoa học à. Đúng đó. Nó ra vậy á, nếu mà ra nhiều thì đậm hơn. Chắc phải ăn miếng nước tương quá. Nó không ăn nước tương mà, không có nước tương. Giờ có ăn tương ớt, không có tương ớt không ăn ngon. Ẩm ăn sáng nào đơn vi học cũng phải ăn sáng, sáng không ăn sáng chịu nổi. Phải ý là phải có cái gì đó vô cái bụng á. Quen rồi á. Quen rồi. Còn bình thường nó 11, 12 giờ mới ăn. Nãy á. Cả hai uống nước đó. Nãy mà đói bụng. Tự nhiên nó ớn lạnh nổi ốc cục. Thế là giờ thấy đói bụng mà đi hồi nào tới giờ á, ở nhà ăn miếng cơm. Mẹ cũng khổ nuôi mấy chị em lớn rồi, giờ lớn hết rồi, có dịp có điều kiện thì chở mẹ đi, cho mẹ đi vòng vòng giao du, giao du ở ngoài. Mẹ hay đấy, có dịp nào cho mẹ đi máy bay chơi cho mẹ biết. Đúng rồi. Ừ. Sợ quá. Giờ mẹ sợ nhìn đứng dưới đất nhìn lên máy bay thôi, cũng chưa có lại gần chiếc máy bay lần nào nữa. Mà mình cũng vậy. Không được. Không, nhưng mà mình có sẽ có, mình còn rất là nhiều cơ hội, mẹ không còn nhiều cơ hội. Mà lần có thằng kia cái mặn có tiền cái mua tấm niệm cho mẹ đó, mà hồi nào tới nhà mẹ đi già cũng phải 80 tuổi rồi mà chưa có nằm tấm niệm lần nào hết á, mua tấm niệm dễ dắt về cho mẹ đó. Mẹ ơi, mẹ không mua được mua tấm niệm cho mẹ nè đó. Thôi con có tiền để là vợ con không đi mua cho mẹ làm chi, không thôi vợ con không nhiều cơ hội, con lo lắm, mẹ con sợ không lo được, không có cơ hội lo. Thôi ơi, bả nằm mà bả rớt nước mắt luôn. Má đi khoe người này kêu quá trời luôn á. Ai mẹ? Chú Thái á. Ừ. Chú Thái ở đâu? Con của gì cô ba hả? Cô Tư. Con của Tư hả? Cái bà cô Tư của đi khoe vòng 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 hả? Nó tội nghiệp nó mà cũng trồng cam. Đồng cam năm đó, cam nó hơi có giá, bán được hơi nhiều tiền á, mua được đem về lên cho cô Tư. Mà mừng á là sợ không có cơ hội. Là cái câu chuyện này là đã cách nay chắc cũng là 15 năm rồi đó. Hơn. Hơn hả? Hơn chục rồi. Mấy hả? Dữ vậy hả? Cái hồi mà cam mới, cái ợt mà tầm cam túng á phải không? Ừ, hai mấy năm. Cái mừng á mua được cái cô Tư của khen, chỗ đó nó có hiếu hết sức kìa, nó không lo cho vợ cho con, nó mà lo cho bà già. Bà già thì cho mẹ tốt chứ không phải là không lo cho vợ cho con. Không phải, kiểu như thấy có tiền cái rồi đó. Thôi quá, có hôm qua chụp lại nhập quá, không chụp lại ăn hay ghê không rồi không rồi mua ngỏ nữa. Đó là rồi dịnh đi, dịnh bị nhẹ. Dịnh à. Ủa, nãy gì đã rồi ta?
gì mẹ. Nè, bình nước tương. Ý mẹ nói cái bình đó. Ờ, bữa nào mình mua cái gì thì mình đem về nhà mình để rồi sao á. Ha, mình để dành mình ăn. Giống ở nhà có rượu, có mấy người vậy. Nói dở rồi. Đúng rồi, giống mày vậy. Nhà, cái nhà mình vậy nó cao hơn. Giống mà cái nhà thì có hình ông này ông kia, ông tiên, ông gì trên đó đó. Bụi tre, bụi trúc rồi. Nhào thôi, cái nhào mà. Cái nhào. Đó, nặng hay quyền? Nặng thôi, nặng. Nặng hả? Cái nhào hả? Cũng kêu khó nghe quá không bà? Mình là người Việt mà nghe tiếng Việt cũng khó nghe. Cái nhào. Cái nhào hình như có ba cái chùm. Người ta lót rồi, nó lót rượu rồi. Rượu lễ rượu nghĩa người ta mới góp cái nhà chứ rượu uống người ta góp bằng chai. Rượu lễ rượu nghĩa là rượu gì, có nghĩa là đi nói vợ hoặc là đi đi nói gì đó, đi xin lỗi người ta. Không đi xin lỗi cũng đem rượu em đó hả? Cũng rượu trong nhà xin lỗi mới thành lý chứ. Đó là lý. Ờ mà chắc nó chị, ôi chắc nói gì ghê gớm lắm mới đi xin lỗi gì đó. Chắc nói xin lỗi mà theo kiểu xui gia á không à. Chứ còn nếu mà xin lỗi thường thường thì kêu hùng bia được rồi. Kêu hùng bia nó không chịu, nó không kêu có nhạo rồi mà lại nói trước rồi mới uống bia sau. Nhà mà qua làm gì thì tầm bậy tầm bạ, coi làm sai qua xin lỗi mẹ qua phải mua cái này về xin lỗi nha. Giờ có bán, giờ bán nhiều quá. Bữa hồi đó không có bán hả mẹ? Mới về phóng thì mượn không à, mới về phóng thì cứ vợ đi phóng tại đi mượn. Thì mượn ông nào có là cái sớm có ngầm có cái đó của ông bị đinh hoài, mượn hoài luôn, mượn chiền luôn á. Mượn gì cũng tốt. Thế là... đẹp lắm á, có vòng vòng cái khay hộp tự nhiên là cẳng ốc khách từ luôn á. Đẹp quá à? Ừ, đẹp đó. Mỗi lần ông chính có cái mà không biết giờ đâu à. Bị đinh này. Ông chính mắc mũi hả? Ờ, ông chính. Anh không ngồi á. Có một cái cẩn còn ngon lắm. Giờ bán cũng nhiều tiền lắm. Mấy cái đó bán được thôi mà, bán có tiền thôi mà. Kiểu đồ cổ quá. Kiểu đồ xưa à. Kiểu đồ mắc tiền lắm. Kiểu đồ xưa. Ủa hàng bánh mì heo ăn cái ruột hả? Thế lắm giờ cũng 4 triệu bạc hơn nữa. Thôi không có ăn ruột bánh mì. Thôi hết ăn vỏ à. Cái ăn vỏ hay ăn ruột à? Quá là ăn ruột hả? Mẹ ăn gì về sao mà còn bắt củ cải là không ăn mẹ? Không ăn củ cải. À, qua không ăn củ cải qua không lớn. Củ cải không ôm, ôm dám tâm. Nãy giờ á là do quán hồi nãy giờ chứ chưa giới thiệu với ông bà cô chú anh chị á. Quán cà phê này tên là Đúng. Quán có tên là Đúng, chỉ có một chữ thôi. Còn những cái chữ đi sau đó là sai, đúng với sai. Nghĩa đúng làm đúng. Nghĩ đúng làm đúng. À, những cái tên đi sau, những cái từ đi sau quán cà phê á. Nói giỡn gì vậy? Nghĩ đúng hết các bạn đọc đúng. Khai cương. Nhiều bạn. Nói giỡn gì á? Bán khai cương đúng gì cà phê đúng. Mẹ dòm cái bảng khai trương trở lại á. Ủa phải khai trương trở lại không hay là mới khai trương? Này cũng biết không? Thôi để qua đó. 16 tháng 3 chắc khai trương mới khai trương lại á, mới khai trương lại. Khai trương trở lại sau dịch á. Ừ. Chắc vậy rồi. Thánh đi ra ngoài đường á, có nhiều người, rất là nhiều người hỏi Thánh nè. Buổi sáng đó, ở nhà Thánh đi chợ mua đồ ăn này kia xong rồi mua bánh mì hoặc là xôi gì thôi về nhà ăn thôi, chứ ít có khi nào mà ăn hủ tiếu đó. Thì mấy người quen á thấy Thánh cái hỏi ủa sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, sao không thấy khi nào mà Thánh ngồi quán hủ tiếu ăn hủ tiếu hoặc là cơm tấm hay là bò kho này kia mà tối ngày cứ ăn xôi với bánh mì nhìn thấy cực khổ quá vậy. Nghĩa là nhìn ăn mà không ngán á.
mà người ta không biết là Khánh á, giống như là ít không dám ăn những cái đồ có nước, lý do là bị dị ứng với bột ngọt á. Hồi đó mỗi lần mà ăn sáng mà vô tống cái quán mà người ta để bột ngọt nhiều chút và bắt đầu về mệt, thôi ăn bánh mì vậy nè là cho khỏe nhất luôn á. Ăn bánh mì với xôi là khỏe nhất, không có bị mệt. Thì qua ăn có không? Em không có bột ngọt. Ăn cảm giác là không có nhiều. Không có nhiều. Chỉ ăn bình thường à. Cái này qua cũng bị dị ứng bột ngọt luôn hả? Ở nhà có mình qua giống Khánh á. Giống con mẹ. Bị dị ứng bột ngọt. Bột ngọt vô muốn chết nữa. Nó rung nó mệt phải không? Nó giật á, bột ngọt nó giật. Mẹ uống gì mẹ? Ăn xong rồi giờ mẹ cái mẹ uống sinh tố bơ. Mẹ uống sinh tố bơ. Để kêu đồ uống. Để bưng. Quán này nhạc thì cũng không có, nhạc thì cũng cũng nhẹ nhàng, mũi thì muốn sạch anh. Rồi khách khứa thì cũng không có xô bồ, như là cũng cảm giác là rất là nhẹ nhàng và cảm thấy thoải mái. Có em bé đâu ẩm vô đây chơi được đúng không ạ? Em bé thôi, còn nhỏ hả? Đó cho chị hai ly sinh tố bơ qua uống bơ luôn không? Đâu có đâu, uống nước ép. Ủa? Dạ, một ép dưa hấu, một sinh tố bơ. Hay uống gì? Hai sinh tố bơ, một ép dưa hấu hay gì? Không, một sinh tố bơ, một ép dưa hấu. Ừ, lấy tước vậy đi. Chút xíu này chị Thi nghỉ rồi chị gọi. Uống gì ta? Nguyên sau tất cả vậy, ngã ngửa nó vậy, nhai nuốt luôn. Mỗi lần thấy là giật mình luôn á. Cái lá cải á, nó ngon dữ lắm, ngon cái bánh. Ừ, gió bay chiếc dép hả? Gió bay chiếc dép. Thiệt không? Thiệt. Rảnh gì gió bay được. Chứ mà để dép vào đây mà. Ăn cái bánh đó á, mà nó ăn cái bánh, bữa hôm dùng mua cái bánh nó không ăn á, biết sao không? Cái chay cũng ngon, mà cái bánh bữa hôm qua mua mới ngon á. Bánh bữa hôm qua mua ở đâu ạ? Mua bánh tóc te, rồi ba bữa hôm mua bánh bao mà. Cái bánh bao có cái bánh tròn tròn nữa. Bánh tròn tròn cái hình thì cái bánh đó, cái bánh của chị ba mua là chị ba mua ở trong tiệm bánh mì. Còn của con là con mua ở đâu mấy. Ở ngoài Đà Hòa quá, có chỗ bán á. Mà cái bánh qua mua lâu rồi chú, là, chú ấy mua 2.000 hay 30. Hồi lâu rồi chú ấy chú mua cho người á. Cạnh Đà Hòa á. Ba mua cái bánh đó nhiêu tiền? 50.000 á. Trời ơi. Để làm gì ra làng vậy? Bánh nó bò mà. Hả? Nó bò mà. Ủa, bánh đó nó ăn rồi, nó coi nó ăn hết cân luôn cái bánh á. Mà tôi tưởng nó 25.000. Có bánh nào rẻ hơn không? Gần ngoài cảnh bò hầu hình như có bán có 30.000 à. Cái xe á. Có cái xe á. Ở lâu rồi chú Huỳnh mua cho đó. Mua cái rẻ hơn. Đâu, anh á, anh mua đâu mấy mà, anh cũng mua trong bóc te luôn mà. Ừ, anh mua đông nước te sao mày ảnh còn ảnh dắt Vi vô mà anh hỏi Vi là ăn cái gì con lựa đi, nó ăn đó. Rồi Vi ảnh còn nói là ủa cái đó là cái gì ảnh còn không biết nữa mà. Vi nó biết hả? Ừ. Ăn ngon. Còn Vi nó biết mà nó nói nó học 10 điểm. Chú kia không biết hả? Ừ. Thế là nó ăn, ảnh nó học 10 điểm ra mới ăn được cái bánh đó đó. Ôi bữa hổm nó học 10 điểm mà mua gì vậy? Không nhớ hôm bữa nó hổm ngày nó ăn hai cái đó rồi. Bữa nó ngoan, bữa giận nó ngoan. Nó mua. Ừ. Đúng không mà, hả chút nữa coi không có 10 điểm không hả, có 10 điểm thì mua cho cái. Không, hứa hôm qua rồi, hôm qua kêu nó ngoan đi rồi mơ dữ chở đi mua rồi sáng giờ nó nôn đó. Nó nôn nóng nó vậy? Ừ.
Nó không ăn ngoài quên. Đường á, mua nó cầm về tới nhà rồi nó mở giấy ra đàng hoàng nó mới ăn. Chứ còn có cho ăn đâu. Ngoài đường chạy chứ ăn đó. Ngoài đường sao được, cái bánh nó khó ăn á. Không cho ăn ngoài đường. Hay kể cho quay nghe hồi đó á, mà tới giờ hai cũng không biết ăn cái bánh đó nữa. Hồi đó để coi. Lâu dữ lắm lâu rồi. Không mà cái bánh ăn ngon lắm. Cả 10 năm trước rồi đó. Cái Khánh ở thành phố, hai thành phố á, lúc đó hai thành phố cái lúc đó để coi đi đâu. Không nhớ đi đâu luôn, cũng không nhớ đi với ai luôn. Mình giờ đi nguyên đám đông lắm. Rồi vô quán hay vô cái gì đó lâu lắm rồi, mà vô đó hiện tại có bán đồ ăn thì có bán hamburger. Thì mình hồi nào tới giờ giống như ở quê đâu, ở dưới nhà Bến Tre mình hồi xưa giờ đâu có bánh hamburger. Mới có đây thôi. Cái thành phố lúc đó là cũng không biết cái hamburger là cái gì, cái ta kêu mình lựa đi cái gì ăn cái gì thì lấy cái đó, cái chỉ đại cái đó. Chứ không biết cái đó là ăn ra làm sao đâu. Cái người ta đưa nguyên cái bánh tròn quay chảng vậy nè, được cầm cũng không biết ăn làm sao luôn, không biết cách ăn, không lẽ hả họ mua chảng ra ăn hả, nó dày mo lên vậy nè, sao ăn nguyên cái cặp bà vậy ha, kẹp nó xuống bóp nó lại hả, bóp nó lại ai biết đâu hình như vậy á, tao cũng có ăn đâu quan ké của nguyên rồi. Đây là nước ép dưa hấu của Sinh Hoa cho tới rồi, ly sinh tố bơ uống gì ta, cà phê sữa đi. Uống cà phê sữa mập lắm không được. Con xin mời ông bà cô chú. Ngon không? Ngon không? Quên ở cái chỗ hồi nãy đường Vi nãy Vi xuống á thì có mấy cái kế bên ta có làm nhà, có mấy hàng mấy cắt đồ này kia, ví dụ như mà mình mới mà qua đưa nó đi qua phải dẫn nó đi. Qua phải dẫn nó đi qua chỗ đó rồi hãy cho nó đi mình nha, để cái máy nó nguy hiểm lắm á. Bình thường mấy ông đó ông né, mấy ông đó ông đang làm á thì ông cũng né cho định cho nó đi vô nữa. Ý là cái máy á, sợ cái máy á. Uống thử cà phê của thầy làm sao. Ông chủ này ông phái chơi lan nè, bởi vì ông đem hết lan đủ loại lan về quán không hết tên, mà thấy không, lan thì có cây này kêu bằng cây cây gì nè, cây này trứng rồng á, cái gì đó, đó cái đó, đó cái gì rồng rồng á, đâu nói lòng thầm á mẹ, râu rồng lòng thầm chứ râu rồng cái gì rồng á không biết nữa, là sừng rồng, cái sừng của con rồng mà nó giống cái nấy thôi, có nạn vậy á, cái này gạt nai vậy á, không phải tên gì cũng quên này, mà cái gì gầm gầm á, mình nó có hai ba tên mà cũng cùng họ với diệp sĩ, lan này bông đẹp rồi, lan này đẹp hơn bông to nữa ha, bông to không bằng nữa rồi, nhìn những gì nó đẹp, lấy vừa sữa nữa hả thầy, hả? Cho chị cà phê, cà phê đá, thấy tên quán cà phê nó nhớ có bài hát gì anh đúng tôi không sai biết không? Không. Ừ anh đúng tôi không sai. Đúng mà. Mà uống quán này thì mình thấy rất là thoải mái, không có bị chật chội, không có bị xô bồ. Nắng qua, gió sao thổi mát vậy? Không, tại vì nó làm cái máy cao á, chứ bình thường mấy quán cà phê khác đâu làm máy cao như vậy. Cà phê này là cà phê hộp nè, nguyên chất nè. Đây là ly cà phê đúng đen. Cà phê đúng không? Phải đen luôn nè. Ở đây là xài đá. Thơm chứ không?
xoài đá nè, đá này giống đá tủ lạnh đó, đúng không? Ừ, giống như đá tủ lạnh đó, chứ không giống như đá viên ở ngoài đường cho bán. Cái màu của nó là cái màu nâu chứ không phải là màu đen, nhưng mà tuy là Khánh uống cà phê đá thôi, không có sữa mà nó có cái màu nâu. Bình thường á cà phê hộp là vậy á, cà phê hộp là nó có cái ra cái màu cà phê vậy nè, nó không có màu đen. Chỗ uống thử nha, đi thử thử cái ra làm sao. Mẹ uống cà phê giảo mà ngủ không được á, trời ơi sáng nhiều uống mà tới tối ngủ còn không được luôn á, không phải sợ uống cà phê. Mà mời kêu uống cà phê mới tốt. Uống cà phê người ung thư. Người đó vậy. Người đó đằng kia. Đúng rồi, cà phê này là cà phê hộp luôn á. Mình uống vô á, mình chỉ có cái mùi thơm thân hỏi thôi. Không có kiểu như vậy, không có cái người ta không có bỏ hương liệu quá chất vô đây á. Nó chỉ thơm thân hỏi cái kiểu cà phê hộp thôi. Rồi nó không có cái đậu xanh nữa, nó không có cái đậu xanh của quá chất, thì là cà phê mà bỏ quá chất nhiều là nó sẽ bị xanh xanh thịt thịt á, với lại nó có gì. Còn cái cà phê này thì cũng không có béo nhiều. Ê, cà phê mà quá chất là khi mình uống vô tự mình cảm nhận được là ha, nó vừa xanh, nó vừa thịt thịt, nó vừa thơm, nó vừa béo, nó vừa mặn mặn nữa. Còn cà phê này thì không có, đúng là cà phê hộp. Uống vô nó có cái vị hơi chua chua, cái hậu hơi chua chua, có cà phê trứng tròn nữa, cái tròn béo ngon vậy lắm. Hay cái hậu nó hơi chua chua, giờ nó cũng không có đắng nhiều, không có đắng nhiều. Ở này thì như là cà phê này đã được pha sẵn rồi, cho nên là cũng không có để đường nhiều nữa. Vừa uống. Họ có ghế xe, họ có ghế chợ không? Có ghế có nhiều chợ không? Gì mẹ? Có mua gì không? Như mẹ mua ít hộp cái mồi mình cho Út. Cho Út để Út ít bữa mấy mặn. Nó mặn đã nó thì nó nhậu với nhậu. Hôm qua Út nhậu rồi. Nhậu không? Nghe hôm qua mà Út điện thoại mà Út nói con đóng cửa chứ cậu Út sỉnh rồi. Chắc nhậu rồi đó, hôm qua có cũng có nhậu. Hôm qua mày mấy ve nhà mà mộ cho ngoại hết rồi đó. Rồi nói kệ hôm mày nói làm mày đánh này sắp lên hôn rồi, nói để vài bữa mày lên là hôm nay không có không, chắc phải lên mà... Chuyện nào xong đi rồi mày hãy lên sao cũng được. Ừ, tại vì lên thăm với mua ít hậu cá mồi cho mấy đứa nó ở nhậu, nó chơi rồi với mậu á. Mình để chừng nào nó nhậu vậy đó. Hồi đợt trước, hồi năm ngoái phải không ạ? Ừ. Năm ngoái là mấy dì mấy cậu cũng đã hùng lại để làm mộ lại cho ông bà anh em mấy cậu mấy dì ở trong nhà rồi, thì chưa có làm nhà mộ, nghĩa là chưa có làm cái nhà tiền chế để mà mấy che mộ lại để nắng hơi lâu ngày nó cắp chặt. Cắp nó bung gạch lên á, giờ che lại cái gì mẹ mới. Rồi năm nay là mẹ mới kêu gọi mẹ mới kêu cổ quá là làm mái che cho ông bà ngoại, rồi sắm nhau mái che em hùng lại, rồi sắm nhau dì hai dì mời cổ ốt rồi mấy cậu hùng lại để mà làm mái che. Thì mấy bữa nay là cổ ốt đã làm mái che đã rồi, Út đang làm, chỗ cái phần đang làm. Thì Khánh nói mẹ để xong đi rồi chở mẹ lên luôn. Chứ giờ cái cũng nhiều khi cũng trong có ra. Con cái rồi mà ngoại họp lại đừng thăm mừng rồi vậy á. Mà chưa, ngoại mẹ hôm nay em chưa có quẩn rồi, để bữa nào cũng phải lên nữa. Mời mất. Lên chắc không biết gì mời gì hay á. Biết không? Thấy không? Lên quay phim cho dì hai thấy. Dì hai xong. Đặng cho dì hai với dì mời. Dì hai nói với mẹ là phải dì hai không bệnh thì dì hai hùng mời cho 10 triệu. Mà dì hai bệnh dì hai giờ không có 5 triệu hà. Dì hai mẹ không nhiều. Chưa, mẹ chưa nói gì hết. Nó chưa nói gì hết rồi. Ông đi sát giấc của chó.
thiếu nhiều nữa. Rồi sáng sáng giấc nó vậy là rồi sao nó ừ nó vậy chứ chưa nó tắm nhiều chứ có chót rồi mẹ sẽ hấp hồi chót chót tại vì mà cái tại vì mẹ lên tiếng trước thì mẹ giấc cũng chót cái ai hùng như hùng còn như mẹ hết thụ chứ mẹ mới chịu cái để thôi mẹ lo cho mẹ của mẹ cha của mẹ thì tới hồi con cháu nó đâu có lo nữa rồi mình mạnh thì tới đâu thì mình lo tới đó rồi mình chết rồi thôi nào lo lo chứ còn sống mình thấy mình để gì mình chịu đâu nổi. Chút nữa hai chạy ra ngoài chợ Bến Tre ăn cái hay mua mấy bộ đồ cho với cô đó cô gửi á mấy bộ đồ bộ á size M ha hai có gửi qua cho qua đó như size M gửi rồi ví dụ như qua đi phô tô mấy cái đó đi rồi về dùng mấy cái tên này chiều nay gửi cái đó là cũng phải phô tô cái đó phải đợi người ta đánh máy rồi nữa lâu á bây giờ qua gửi qua xin cái Zalo của ổng rồi qua gửi qua cho ổng rồi ổng khách máy qua hẹn tiếng đồng hồ nữa qua quay lại qua lấy hoặc là hai tiếng đồng hồ nữa biết rồi biết rồi cái phải sai gì ta rồi hút sức bị chàm qua gửi cho chị đó rồi phải không rồi bữa nay là ship tới nhà lấy luôn phải không đâu rồi ta cái size á hay gửi rồi ta hay cái size hay có gửi cho qua mà ta ủa hồi tối qua với Kim Ngân đi đâu ạ à? Tối qua nó đi mua đồ xong rồi đi ăn miếng nước thì về ăn gì ăn hộp vịt lộn hộp vịt lộn chị qua ăn gì ăn bánh lăng ở đâu ở bên kia vậy chứ mà có ăn được hộp vịt lộn đâu ờ bữa hổm thèm hộp vịt lộn ghê mà không phải thèm con vịt mà là thèm cái nước đỏ ai thèm cái tầm đỏ ừ bữa hổm mà con vịt lộn mà hồi đó giờ hồi đó giờ qua đâu ăn hộp vịt lộn đâu hồi cái hồi nhỏ mẹ cho uống nước á cái tự nhiên không hồi cái đợt đó mới hồi cái đợt bị bệnh á thèm cái nước hộp vịt lộn kinh khủng luôn hôm qua thì ngồi ăn mà qua giờ vậy đâu qua giờ bây giờ có thấy nó khui à có thấy cái nước này vừa định xin cho hút miếng nhưng mà thôi cái nước cái rột để nó miếng là nước không dịch được lòng quá ngọt cái nó thơm ờ, hôm qua con bắt con chó hồi tối tội nghiệp hai con chó nó thấy mình cái nó kêu nó kêu vậy hồi sáng này chạy ra nó mừng mà nó ngóng mà cái kêu đi vô sợ nó đi ra ngoài tao bắt rồi cái cho nó ăn chưa không có buồn nó lại hả à, không có bộ tháo cho chạy chậm vậy đó nó cho nó ăn không thì con để thức ăn đó cho nó vậy đó thì việc nó ăn hơi hơi à để chắc tôi cũng có đồ ăn cũng có đồ ăn thì nó ăn hơi hơi đó bụng thì cũng ăn hơi hơi vậy đó mà hồi tối để cho nó cái đèn á sợ tối nó té dũng á sợ nó không thấy được té dũng á cái để cho nó cái đèn đó rồi mấy giây cỏ còn phải không có còn để thì bữa không còn hả cho nó quen hả cái quen thịt quen uống gì giờ nước gì không uống thêm đi qua cho nó chống nắng có chất chống nắng là gì ừ có trần nghề có trần bơ mẹ uống hết ly bơ rồi còn cà phê mình uống cà phê mình thấy uống từ từ mình uống nhiều hồi bị sỉnh à cái ly cà phê nhìn giống như có nhìn ly cà phê nhìn đâu biết ly cà phê đâu thấy không ừ. Nhìn mới nhìn không biết ly cà phê luôn á cái màu của nó hơi nâu nâu à nhưng mà mình uống cà phê như vậy là mình uống cà phê mới tốt nè chứ còn uống cà phê quá chất á là mình cảm thấy mình ngon cái miệng của mình thôi nhưng mà thật sự là nó hại cho cái cơ thể ừ qua ngồi đây giờ tới giờ 9 giờ còn 10 phút nữa 10 giờ lên nước em trời ơi không biết rồi giờ qua ngồi đây một mình nha thôi quen à có quen với cuộc sống này rồi mày ăn rồi mày no rồi mày sợ gì đói gì nữa đâu chưa uống hết đi cà phê để vậy chứ từ từ nhé mấy giờ mới có 9 giờ à mới có 9 giờ
15 phút nữa rồi đi. Mẹ có mua gì tao chợ không? Chợ mẹ chợ mua luôn. Dạ nè. Hả? Anh nhớ rồi nè. Anh giờ mà không mua, muốn có mua gì mua gì không mua? Ừ, có mua gì vô mua. Mua cái món này nói ra không được. Nói chung là mẹ lâu lâu á, là hồi đó hồi Khánh còn nhỏ, hồi khoảng chừng 10 tuổi đó lại á, là lâu lâu mẹ đi chợ bỏ cài, thì lúc đó là đi bằng xe lam á, qua đi bằng xe lam á. Có đi bằng xe lam luôn hả? Ừ, thì hồi đó đâu có xe xe buýt như đi giờ đâu. Đi hồi đó anh tiền nó 2 tuổi đi xe lam, trời ơi nó thống lên là lạ. Lên chiếc xe lam sợ muốn chết vậy, sợ nó lật. Nhảy với cái tân gì nè, thấy không? Cái là mà gặp hồi đó cái đường lậu đâu có giống như láng như giờ đâu. Hồi đó đi cái đường lậu lớn ở ngoài quốc lậu của mình đó, phải không? Là cái đường lậu đá đỏ á. Cái đường lậu đá đỏ nó chăm trên chăm trên vậy đó. Đâu? Đá xanh mà nó lỡ nó cái tên chứ đâu phải đá đỏ. Thì cũng nhớ đỏ xanh gì ai biết. Đá xanh mà nó tự lụm mẫu gạt thôi mà. Rồi lên đó hả? Đổ hư vậy nè. Nó vậy nè. Mà sợ nó lật chết nhưng mà hả? Nó nghe nghẽo qua hết hồn luôn á. rồi biết gì nữa không? Mà nhồi nhét cái hiểu không? Giống như cái người 10 người ngồi mà ổng nhét cho 15 người. Đấy. Cái làm hình như đang bên đó. Ví dụ người hay gì thì con không biết mấy người con đâu có nhớ nổi, nhưng mà chỉ nhớ là chật chội cái người này á hả, không quen cũng ngồi kế bên người kia sát bên vậy nè. Ngồi ép sát bên mà có quen nhau mà ngồi cứ vậy nè. Hiểu không? Sợ muốn chết à. Mà nó kêu tè. Đi xong con không có tử hơn cho hình như cũng chưa đi xe lam nữa. Thì tử hơn nhưng mà không có xe lam. Hồi đó là chưa có xe buýt thì đi xe lam. Rồi kế nữa là cái thời đó vừa có xe lam với vừa có xe Honda ôm. Có bài hát á. Chiếc xe Honda ôm á là chiếc xe mấy hồi đó là cái thời đó mấy ông mà chạy xe ôm là chạy chiếc 6-7 á. Có cái bình xăng chính giữa vậy nè. Trời ơi, sợ muốn chết rồi. Qua có nghe bài hát này tên chiếc xe lam đông người Việt Nam. Không có giờ có giờ có hát hả? Mẹ có đi tôi lấy không? Thôi chưa. Rồi cái lúc đó thì lâu lâu mẹ làm gì có tiền á, lâu lâu như bắt vừa rồi đó, 2 tháng gì đó lâu lâu á hả có tiền vô rồi mới bắt đầu đi chợ mở cài mua cái này mua cái kia, ví dụ như mồng mệt hoặc là đâu mà đường mua nước mắm mà nước muối vậy, mua gì cho ông nội rồi này kia vậy đó. Là lâu lâu giống như là gom lại 2-3 tháng mới đi chợ một lần. Đi chợ một lần mới xách 2 giỏ vậy nè, tùm lum tùm la đổ thôi vậy đó. Kỳ đó, cha kêu đi chợ mua cặp phao về đói bụng, cái mẹ mới đi ra chợ đường mà đi, mà đi sân ra ôm cái đi thấy mấy ông đàn ông hơi ngại quá không đi xem nó ôm đàn ông, thôi đi cái xe đường bà đi. đi tiếp á nó chở cái nó chở tại tay lái và yếu mới biết tập xe ông ra mà. Thôi đi xe đàn ông đi chó chắc ăn không chịu đi xe đường bà. Khi đi tới giúp cầu mới cài cái thằng nhỏ xe đạp nó chạy xe đạp nó băng ra cái bá đụng mình nhỏ cái thằng nhỏ nó té nó văng cái xe mốt một kia mẹ văng tả ngã xuống tả té văng lại một đứa còn mẹ ngã ngang vậy nè. Cái chiếc xe ông đang đèn dò mẹ tại tưởng nó gãy dò mà không có gãy. về nói cha mình trời ơi chết rồi, bố tôi không đi xem đâu mà tôi biết nữa, bà chạy đưa té nó kẹt tới giờ còn mai không chết chứ bà chửi thằng nhỏ quá trời luôn mà không biết ai trúng mày trời không biết. cái gì đây làm cầm ngồi vậy đi về đi rồi nhắc cái ông làm cha mày thấy chưa, ai kêu chơi đừng chơi mấy ông đừng ông không đi về đi xe mấy ông đừng bà đừng bà cho chạy tay lái yếu. Bị thế nào không bị vậy? Hồi đó là nhà không có xe Honda, muốn đi chợ thì phải đi xe ôm, còn giờ thì cũng đỡ hơn rồi đó, giờ đứa có chiếc xe. Giờ có cơ hội để chở mẹ, muốn đi chở thì chở mẹ đi, nó đi giờ nào cũng được, thoải mái hơn. Thoải mái thì chạy nước.
giờ cha còn sống thì chở cha đi với mẹ ha. Ừ. Ổng biết chạy xe hơi luôn á. Hả? Ổng biết chạy xe hơi á. Sao mày biết? Ổng ngồi lần lên xe tao chạy được. Vậy hả? Bữa nào chỉ cho mẹ chạy xe hơi. Bữa nào chỉ mẹ chạy xe hơi ba. Nghe ổng nói tao. Nghe ổng nói mẹ vậy mẹ đâu biết. Bữa nào chỉ mẹ chạy xe hơi. Đi cho mẹ chạy xe hơi cũng được á. Ha, mẹ đạp không được đâu, đạp ga không được đâu. Sao được? Ý là đạp được nhưng mà mẹ không có kìm là được. Tại vì giống như hai chạy xe không đai, hay quen, hay biết là lên ga làm sao, lên ga nó nhít á. Được hết. Nghĩ hình như chạy xe tối mẹ ta còn chạy xe không em. Mẹ nói vậy là mẹ muốn chị thôi, hiểu chưa? Làm bộ á. Nói vậy chứ. Bữa nào chỉ cho mẹ chạy xe hơi nữa không? Phụ nữ hiện đại. Có một bà, có Dung chạy, bữa đó Dung chở mẹ xuống thành phố á. Trời, ta dòm quá trời luôn. Làm gì dòm? Bị nữ lấy xe hơi ít á. Ở quê vậy chứ, ở thành phố người ta chạy thì thiếu gì, đúng không? Ở nhớ chưa có người chạy. Ít người chạy. Mua cái đầu đẩy đi. Mua đầu đẩy lòng bàn. Mua đầu đẩy lòng bàn á gì. Ở đây đi. Ở nhà mình có đồ đẩy bằng bàn mà. Bằng trái. Uống cái mẹ uống hết cho mình cà phê đi. Hôm giờ Khánh chở mẹ đi chợ. Để chở mẹ đi vô chợ, mẹ có thấy gì mẹ muốn mua thì mua. Rồi qua đi luôn không? Ừ. Con ở đây hả? Không, mẹ đi. Không có gì nhiều không? Chúc rồi đi. Ý là chúc rồi ước Vi hay mẹ về trước luôn đi. Nhớ anh giấy rồi về nha, luôn cho rồi nha. Thì qua gửi qua hai chồng đi, rồi hẹn ổng 2 tiếng sau quay trở lại lấy. 2 tiếng sau biết ổng làm kịp không? Tại vì ổng cũng khắc khắc mà ổng đánh đâu kịp. Thôi. Hẹn sáng ngày mai lấy cũng được. Hẹn đi. Rồi. Nó kia nó chờ ở dưới mình chờ á. Đi. Rồi, bây giờ đi. Anh chở mẹ đi chợ. Rồi, tao không thích nhậu xe đó. Anh hả? Giờ chị hai. Lấy xe qua kìa chở mẹ. Giờ Khánh chở mẹ đi chợ mà đi bằng xe cúp. Họ từ hồi Khánh mua tới giờ thì Khánh chỉ có chở hôm qua chở Dương Thương. Khánh Vi. Rồi chở Khánh Vi. Khánh Vi rất là khoái ngồi xe đó. Dơ đi rồi hả? Để biết Vi nó khen không? Ngồi xe đó con Vi nó khen đó. Nó im với lại cái tiếng nổ nghe hay đó. Dạ hả? Hay thì tiếng nổ của cái máy xe nghe đã lỗ tai đó, nó nói gì đó. Em mẹ chút nữa ngồi để chút nữa Khánh chở mẹ thử coi gần. Ủa đó mẹ đi cúp 50 chưa? Mẹ đi cúp 50 mà. Ai biết không nhớ, lâu quá à. Thì hồi đó Diễm Sáu chắc... cũng có chiếc cúp 50 đó. Diễm Sáu có, người già có. Diễm Sáu chạy xe ôm. Thì đó lâu lâu mẹ cũng kêu Diễm Sáu chở rồi. Anh ốp cấp không? Cấp biết. Diễm Sáu cọp mà. Thôi giờ cảm ơn ông bà cô chú anh chị và bạn rất nhiều. Tiếp đến ở đây chắc cũng đã hết rồi. Thôi giờ rất xin chào, giờ xin hẹn gặp lại. Ông con ngồi để chờ đi. Quay lại lấy đồng đội, gửi xe cấp lại. Ủa xe mình ta để đây sẵn hay gì vậy? Ủa? Hết rồi mày đâu? Khẩu trang mà. Ok. Rồi giờ Khánh chở mẹ đi bằng chiếc xe cấp. Thử coi ra sao. Nào tới giờ mẹ chưa đi lần nào thôi. Hôm nay mẹ đi có đầu hết chân không? Có chứ. Nói vậy hả? Có là kia. Cảm ơn anh nha. Mẹ ngồi thử mẹ thấy sao nha. Thấy êm không? Êm. Êm không? Êm à? Êm. Đã không? Đã không?